Huyền Linh kể chuyện từng bị đánh, bị tra tấn, đóng phim mà khổ tới mức không có gì khổ hơn. Huyền Linh là nam MC nhận được sự yêu quý và quan tâm nồng nhiệt từ phía khán giả. Anh sở hữu tính cách ôn hòa, mộc mạc. Dù hiện tại Huyền Linh đã có khối tài sản đáng ngưỡng mộ và sự nghiệp vững chắc, nhưng nam MC vẫn lựa chọn lối sống bình dị. Mới đây tại một chương trình, nam MC đã chia sẻ về quá trình tham gia quay phim Những Nẻo Đường Phù Sa. Trong đó có một phân đoạn anh đã bị 30 người tấn công và đánh cùng một lúc. Cụ thể, Huyền Linh nhớ lại những khoảnh khắc khó khăn và đầy mệt mỏi. Huyền Linh đóng vai bị đánh, bị đập, bị nhốt, rồi còn cả treo ngược lên, bị tra tấn. 35 ngày đêm quay phim cùng với nghệ sĩ ưu tú Ngọc Hiệp, đóng phim mà khổ tới mức không có gì khổ hơn. Tới ngày thứ 35, ở Huyền Linh và Ngọc Hiệp ôm nhau nói chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng lại ôm nhau ngủ luôn, vất vả vô cùng. Nam MC cho biết có một phân đoạn anh không bao giờ quên. Cảnh đó quay hoài không được mà phải quay tới tận 3 giờ sáng. Lúc đó Huyền Linh mệt quá nên mới nói với đạo diễn cho người vào đánh thiệt luôn đi. Đạo diễn cũng bảo phải ráng chịu chút, đánh chỉ tầm 5 phút là xong. Nói xong thì 30 người chuẩn bị nhào vào đánh. 30 người đánh một mình Huyền Linh, đánh một hồi máu me sức đầu mẻ trắng, máu tuôn ra. Khi ấy đạo diễn mới vỗ tay khen, hay quá, sau đó tôi nằm ly bì 3 ngày không đi nổi luôn.